Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi của bài 29 Virus, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho câu hỏi mở đầu trong sách giáo khoa. Câu hỏi mở đầu trang 98. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất ở Việt Nam do virus gây ra. Theo ước tính của WHO, hàng năm có khoảng 50.000 đến 100.000 ca mắc trên 100 quốc gia. Vậy virus là gì? Làm cách nào để phòng bệnh do virus gây ra? Trả lời, virus là một dạng sống có kích thước vô cùng nhỏ bé, không có cấu tạo tế bào, chỉ nhân lên được trong tế bào của sinh vật sống. Và biện pháp phòng bệnh do virus gây ra đó chính là sử dụng một chế phẩm sinh học được gọi là vaccine. Trên đây cô và các em đã giải đáp xong các câu hỏi. Hẹn gặp các em trong những video tiếp theo.